Rồi, em xin kính chào quý vị và anh chị nha. Hôm nay em xin mời quý vị và anh chị cùng em đi về ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để cùng tham khảo một cái diện tích đất là 3.376 m² và có 200 m thổ cư. Thì hiện tại đây là có một cái căn nhà cấp 4 và đây là cũng là một cái khu rất là thích hợp cho quý vị và anh chị cô chú chúng ta về quê chúng ta nghỉ dưỡng nha quý vị anh chị. Và trong cái thửa đất này có một cái vườn dừa và có ao cá cũng rất là đẹp luôn nha quý vị. Và bây giờ em xin mời quý vị và anh chị cùng em tham khảo chi tiết cái thửa đất này quý vị anh chị nha. Và đây chính là cái sổ đất nha quý vị. Cái sổ đất này, cái thửa đất này có cái hình dạng rất là đẹp, rất là vuông. Thì thửa đất này có hai mặt tiền là kênh nha quý vị. Có hai mặt tiền là kênh. Thì hiện tại thì thửa đất này đã được trừ lô giới rồi. Trong cái sổ lúc nãy á, là cái sổ chưa được trừ lô giới nên diện tích nó là 3.490 m². Còn hiện tại thì đã được trừ lô giới và cái thửa đất này được tách ra làm hai thửa. Một thửa là 1.221 m² và một thửa là 2.155 m². Thì tổng cộng hiện tại là 3.376 m². Thì thửa đất của chúng ta có hướng Tây, cái nhà được xây về hướng Tây nha quý vị. Thì trước mặt chúng ta chính là cái con đường đi ra quốc lộ 1A. Chúng ta đi Sài Gòn khoảng 40 km. Thì từ đây ra quốc lộ 1A thì chỉ có 1 km thôi. Thì đến vị trí này chúng ta sẽ rẽ trái vào đường đan này là khoảng 300 m nữa chúng ta sẽ tới vị trí của thửa đất. Và đây chúng ta sẽ đứng ngay cái vị trí này thì đã đi vào khoảng 300 m và chúng ta tiếp tục rẽ trái một đoạn 20 m nữa thì chúng ta sẽ đi vào đến cái cổng của thửa đất nha quý vị. Thì cái tuyến đường này là đường công cộng hết nha quý vị. Đây là những tuyến đường công cộng, thì đây là vị trí của thửa đất rồi, em đã đứng vào trong vị trí của thửa đất. Thì thửa đất này thì xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ đi vào vô tư nha quý vị. Thì hiện tại thì gia chủ cũng có xe con nên là gia chủ đi thường xuyên đi đi ra vào cái đường này. Thì bằng xe 4 chỗ thì vô tư, 7 chỗ thì đi lọt luôn, tại vì cái mặt đan đường đi lúc nãy là lên đến là 3 m, nhưng mà hiện tại đan nó đang xuống cấp thì chắc một thời gian nữa thì chắc người ta cũng sẽ làm lại thôi. Và bây giờ em sẽ xin mời quý vị và anh chị cùng em đi tham khảo cái vườn dừa trước nhé, rồi chúng ta sẽ quay lại xem cái căn nhà nha quý vị anh chị. Thì quý vị anh chị cố gắng xem thật kỹ giúp em nhé, rồi hãy gọi điện cho em, tại vì á thông tin trên cái thửa đất này em sẽ cố gắng thông tin chi tiết cho quý vị anh chị, thì cái giá em sẽ báo sau nha quý vị. Thì hiện tại cái phần vườn dừa, cái gì diện tích vườn dừa này á, là diện tích là khoảng 2.120 m² á. Thì đây là hơn 2 công đang trồng dừa, thì một số cây cũng đã có trái rồi và một số cây cũng còn nhỏ nha quý vị. Thì giống dừa này là giống dừa lùng thì trái nó rất là sai, khi mà nó ra trái thì chúng ta có thể là bán dừa để bán cho uống nước nha quý vị, dừa nước á, dừa tươi. Còn những cái rãnh này á, là người gia chủ đang nuôi cá nha quý vị, đang nuôi cá. Thì hiện tại đó, cái vườn này cũng có thu nhập kinh tế rồi, thì từ dừa và từ nuôi cá ở dưới. Thì quý vị anh chị nào mà muốn về nghỉ dưỡng á, thì chúng ta sẽ có thu nhập luôn, tại vì thu nhập từ vườn dừa để chi phí chúng ta vận hành cái thửa đất này nha quý vị. Thì theo như em á, thì hiệu quả nhất với những cái rãnh nước này để nuôi cá, chúng ta sẽ đầu tư nuôi cá koi nha quý vị, cá chép Nhật á. Thì những cái giống cá đó thì nó sẽ rất là có kinh tế, và những cái ao như thế này thì rất là thích hợp để chúng ta nuôi, tại vì những cái ao này xung quanh á, hai bên á thì gia chủ đã xây tường, cái tường và trải bạt ni lông thì cho nước vào và chúng ta nuôi cá. Thì hiện tại cái vườn dừa này thì được đầu tư rất là bài bản, hệ thống bếp phun thì cũng đã làm bếp phun tưới tự động hết rồi nha quý vị, chỉ cần mở motor lên, mở điện lên thì tất cả những cái vườn dừa này sẽ được tưới. Thì cái vườn dừa này được đầu tư cũng rất là kỹ lưỡng, rất là bài bản luôn, rất là sạch sẽ luôn. Thì đi trong vườn thì nó rất là đẹp nha quý vị, cái vườn này nó rất là đẹp luôn, tại vì cái thửa đất này nó rất là đẹp, nó rất là vuông. Thì cái diện tích vườn dừa này là hơn 2 công đất nha quý vị, diện tích vườn dừa hơn 2 công đất. Thì
hơn 2 công đất này thì cái số lượng dừa trồng trên cái thửa đất này nó nằm ở khoảng là khoảng tầm trên dưới 100 cây. Và giữa các liếp dừa thì người ta đã chừa những cái đường nước để chúng ta phục vụ tưới dừa, và tận dụng những cái đường nước này thì người ta đã nuôi cá, thả cá nuôi cá nha quý vị. Thì hiệu quả nhất những cái rãnh nước này chúng ta nuôi cá chép vịt, nuôi cá coi thì đem lại kinh tế rất là cao và cũng rất là thích hợp những cái loại cá giống như vậy. Và từ cái vị trí của thửa đất này thì chúng ta sẽ đi cái đường 3 mét ra ngoài lộ nhựa là khoảng tầm 300 mét nha quý vị. 300 mét thì chúng ta sẽ đến đường nhựa lớn, và từ đường nhựa lớn chúng ta đi ra quốc lộ 1A thì khoảng 1 km thôi. Rồi từ vị trí quốc lộ 1A đó chúng ta đi về Sài Gòn tầm khoảng 40 km thôi nha quý vị. Thì cái khoảng quãng đường mà từ Sài Gòn chúng ta về tới thửa đất thì tầm khoảng hơn 40 km thôi. Thì chúng ta sẽ tính ra trung bình ở 40 km nha quý vị. Hiện tại là cái vườn dừa này đã có một số cây đã cho trái rồi, và một số cây chuẩn bị cho trái, và cũng có một số cây nhỏ nha quý vị. Và bây giờ chúng ta đã đi tham quan xong một vòng của cái thửa đất bên cái vườn dừa nha quý vị. Vườn dừa thì chúng ta nhìn lại nè, nó rất là đẹp luôn, và chủ đầu tư rất là bài bản. Thì bây giờ xin mời quý vị và anh chị qua phần thửa đất của cái căn nhà. Thì cái thửa đất này là có diện tích là 1.221 m², thì trong đây có 200 m thổ cư, thì hiện tại đang xây nhà rồi. Thì cái nhà có chiếm diện tích là khoảng từ 150 m² nha quý vị, từ 150 m², nhà cấp 4, nhà vườn. Thì cái nhà này được xây cất thì cũng rất là, cũng không có cầu kỳ, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp, rất là hay, rất là đơn giản. Thì xung quanh nhà thì được gia chủ trồng một số loại cây cảnh và một số loại cây thuốc nam. Cây thuốc nam giống như cây đinh lăng này được trồng rất là nhiều nha quý vị, và một số cây cảnh. Và được đầu tư cái nhà vườn này cũng rất là bài bản luôn, thì nhìn nó rất là đẹp, rất là sạch. Thì tất cả đều có lối đi hết, thì từ đằng trước ra đằng sau thì được xây bồn mà để mà xây bồn hoa, bồn để trồng cây, nó thẳng tắp luôn từ đằng trước ra đằng sau. Thì được trồng nhiều là đinh lăng và một số cây cảnh khác. Thì trước mặt chúng ta chính là cái bờ rào hết đất, những vì ở đằng trước đó là một cái con kênh, và bên kia con kênh đó là một cái con lâu đanh luôn. Này quý vị nhìn này, được những hàng cây rất là thẳng, rất là xanh đẹp nha quý vị. Nhìn cái nhà vườn rất là thích luôn, rất là đẹp luôn. Và đây là trước cái không gian sân vườn nha quý vị, cái không gian sân vườn. Và chủ đầu tư thì cũng rất là bài bản, trồng cỏ, trồng cây hoa, một số cái cây, cây này là cái cây bằng lăng nha quý vị, một số cái gốc cây bằng lăng. Thì theo như gia chủ nói thì khi mà quý vị anh chị vào mua thì gia chủ sẽ để lại toàn bộ những gì ở trên đất vườn, chỉ dọn đi một số cái vật dụng cá nhân thôi nha quý vị. Và đây chính là cái con đường lúc nãy chúng ta đi thẳng ra cái cổng rào lúc nãy nha quý vị. Thì cái nhà này được đi làm cái hàng rào đi từ đằng sau ra đằng trước nha quý vị. Thì nhà hiện tại là đang xây, là xây theo hướng Tây. Thì nếu mà quý vị anh chị không thích theo hướng Tây thì chúng ta có thể là xây theo hướng Đông. Tại vì cái nhà này xây theo kiểu dạng nhà cấp 4, nhưng mà nó cũng dạng là nhà ống thôi. Thì những cái phần sau chúng ta có thể là sửa chữa lại thành mặt trước cũng được, nó cũng rất là dễ làm, và chi phí cũng không có tốn kém nhiều như quý vị. Thì quý vị anh chị nào mà thấy thích hợp cái nhà mà hướng Đông á, thì chúng ta sẽ xây là hướng Đông cũng được. Và nếu mà chúng ta ở hướng Tây luôn thì chúng ta cứ để y như vậy. Thì hiện tại cái nhà này nhìn cũng rất là đẹp nha quý vị. Và giá bán gia chủ rao bán toàn bộ thửa đất này là giá 6 tỷ nha quý vị. Giá 6 tỷ. Thì quý vị anh chị nào mà ưng ý thì vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình giúp em, để em hướng dẫn đi xem đất. Và chúng ta có thể là thương lượng giá nha quý vị, chúng ta có thể thương lượng. Em xin nhắc lại là gia chủ rao bán cái toàn bộ thửa đất này, gồm nhà vườn, thì toàn bộ cây cảnh và cái vườn vừa bên kia, cái vườn giữa bên kia luôn á, là 6 tỷ. Toàn bộ là 6 tỷ cho 3.376 m², có 200 thổ cư.
toàn bộ là 6 tỷ nha quý vị anh chị, toàn bộ thương tính này là 6 tỷ, chỉ có 6 tỷ thôi thì chúng ta sở hữu được hơn 3 công vườn, gồm có nhà, có cây ăn trái, thì khuôn viên nhà cũng được đầu tư bài bản rồi, có sân vườn. Thì quý vị anh chị cô chú nào mà thấy thích á thì vui lòng gọi số điện thoại màn hình để em hướng dẫn xem đất luôn quý vị. Và cái thửa đất này quý vị anh chị và cô chú á là thích thì quý vị anh chị cứ việc về mà chúng ta mua, chúng ta đầu tư, chúng ta ở. Nếu mà chúng ta ở sau một vài năm, khoảng 2-3 năm, 4-5 năm gì đó, thì quý vị anh chị mà không thích, muốn bán đi, thì sau này thì cái giá trị đất nó sẽ tăng như quý vị. Thì cái đồng tiền chúng ta đầu tư, chúng ta mua thửa đất này để chúng ta ở, thì sau này nó cũng, quý vị anh chị mà không muốn ở nữa thì chúng ta bán đi thì nó cũng thuộc về chúng ta. Thì cái đất á, càng ngày càng lúc nó càng lên chứ không thể nào nó hạ giá như gì đối với đất đồng bạc, đất miền quê. Thì toàn bộ thửa đất này gia chủ rồi bán với giá là 6 tỷ như quý vị, 6 tỷ cho toàn bộ thửa đất, nhà vườn và nguyên cái vườn dừa bên kia luôn, chỉ có 6 tỷ thôi. Thì quý vị anh chị nào mà thấy thích thấy ưng thì vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình giúp em nhé, để em hướng dẫn đi xem đất nha quý vị. Thì đất nhà vườn, đất của làng miền quê á, thì đất nhà vườn á, thì hồi xưa giờ ít khi nào mà hầu như là không có luôn, không có cái chuyện mà nó giá nó hạ giá, thì một là nó đứng giá, hai là nó sẽ lên. Thì quý vị anh chị nào mà thấy ưng thấy thích thì cứ vui lòng gọi số điện thoại màn hình, em sẽ hướng dẫn đi xem đất và mua đất những gì. Thì quý vị anh chị cứ mua ở thôi, thì chúng ta ở khi nào mà chúng ta chán thôi những cái gì, thì chúng ta chán chúng ta có thể bán lại, bán lại thì cái tiền của chúng ta vẫn còn đấy, và thậm chí sẽ sau vài năm thì giá trị của thửa đất này nó sẽ lên, thì chúng ta sẽ vẫn có lời. Thì quý vị anh chị nào mà thấy thích thì vui lòng gọi số điện thoại màn hình giúp em nha. Rồi đến đây thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị cô chú đã xem kênh của em trong thời gian qua. Thì em xin kính chúc quý vị và anh chị sức khỏe dồi dào, năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý nha quý vị. Rồi đến đây thì em xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nha.